Hello bạn, hôm nay chào bạn buổi sáng nha. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày Chủ nhật, là một ngày rất là lý tưởng của mình để được nghỉ nha. Thì hôm nay bắt đầu chuẩn bị chuyển qua mùa lạnh đó bạn. Thì vào winter đó, mùa lạnh đó. Thì mình đã tâm sự bạn những cái gì để cần thiết cho mùa lạnh, và những cái gì mà để cho cái cây mình nó được khỏe mạnh nha. Và những loại đất nào để cho hợp cho trồng những cái cây mãng cầu, và những loại đất nào mà không nên trồng nha bạn. Thì có nhiều hôm nay là mình nói về cái đất sét. Đất sét là một cái đất nó rất là cứng nha bạn, rất là cứng, mà nó rất là có nhiều chất, nó rất là nhiều chất bổ, nhưng mà cái sự phân hủy nó rất là lâu, nó khó, nó bị nó chặt, nó rất là chặt nha. Thì đất sét thì chỉ trồng những cây, nó là rất là trồng những cây nhiệt đới không có được, nhưng mà mình phải biết cách nào trồng nha bạn. Như mình đất sét là một đất rất là cứng nha bạn, khi mà nước vô á thì nó không có nước vô thì nó dẻo, và lượng thoát nước là rất là chậm, rất là chậm, nó rất là chậm, thì phân hủy nó rất là chậm, do đó nó rất là chặt nha. Còn khi mà khô á là rất là cứng, thì cái đó cái mình làm sao để mình trồng những cái cây nhiệt đới được, mình tận dụng cái đất sét mình trồng những cây nhiệt đới được nha bạn. Thì đất sét là một cái đất nó rất là cứng cáp nha, mình chỉ nói chỉ hợp cho những cái đất sét, đất bùn, là nó chỉ hợp cho những cái cây trồng như là cây trồng dưới nước, là như cây lúa, cây bông sen, cây súng, rồi cây rau muống, là nó rất là thích hợp cho những cái đất sét, đất bùn nằm dưới nước. Thì cái đó là nó dưới nước thì nó mềm, nó phân hủy những chất bổ dễ hơn. Còn nếu mình trồng đất sét mà trên đất khô thì cái nó không có phân hủy, cái vấn đề mà để nó tiếp tục nó cho cái cây những chất bổ cho cây rất là khó, vì nó rất là chặt, khi nó khô nó rất là chặt, cây nó không ăn được chất bổ của cái đất sét được, do đó cái đất sét nó không có được tốt lắm nhân bạn. Thì đất sét là một cái chất rất là tốt, nói về phân thì nó rất là tốt, nhưng mà nó hiệu phân hủy của nó rất là chậm. Nếu mà trên khô mà đi hồi mùa hè đã nóng, nó rất là nóng thì nó nứt ra, cái cây nó sẽ bị chết. Khi mà đất sét mùa hè nó rất là nó khô, nó cứng, nó nứt ra, thì cái đất nó nứt ra thì có thể nó cũng đứt theo, thì cái cây nó sẽ bị chết nha bạn. Do đó mình khuyên đất sét nó rất là tốt, nhưng nó có một bề, nó chỉ sống dưới nước, nó để dưới nước thì nó bùn lại thì nó rất là tốt, mà trên khô thì cái cây nhiệt đới thì nó khó sẽ được đạt kết quả tốt nha bạn. Thì do đó mình khuyên bạn là mình làm những gì để mình tận dụng đất sét. Thì cái đất sét là một đất nó rất là tốt để ta làm, nói chung độ cấu kết nó rất là cứng, rất cứng như bạn, là để ta làm những cái nhiệt độ, nó giữ nhiệt độ rất là tốt nữa, nhiệt độ nó giữ cái độ nhiệt độ nó không bị thoát, nhiệt độ nó rất giữ rất là tốt, nó rất là chậm, nó phân hủy nhiệt độ rất là chậm, do đó nhiều lúc nó có cái được tác hại tốt nhưng cái tác không tốt nha bạn. Thì đất sét là một cái đất nó rất là cứng nha. Khi bạn trồng một đất sét, mình khuyên bạn á thì bạn phải có một cái đất phân hữu cơ nha. Mình tận dụng cái đất sét đi. Thì nhiều người hỏi mình đất sét cái trồng cây được không, em có cái greenhouse, em muốn trồng thẳng cái cây ấy xuống đất sét luôn, thì em đào xuống em trồng đất sét, thì em có em che cái greenhouse, nhưng em trồng cái cây mãng cầu em dưới trong cái greenhouse mà có đất sét nhiều có được hay không anh? Mình khuyên bạn là không được nha. Thì cái đất sét của bạn trồng đó, bằng tưới nước đó, thì tưới nước thì nó giữ nước rất là lâu, đi nó phân hủy nước rất là lâu, rút nước rất là lâu. Nếu mà rút nước lâu quá thì trong mấy ngày trời thì cái rễ của bạn nó không đủ oxygen. Thì đất sét là một cái nó rất là ít, nhưng mà có một cái là khi bạn trồng cây nhiệt đới á thì cái đất sét nó sự hấp thụ oxygen nó rất ít, yếu ít, thì cái cây nó sẽ bị chết, bị vàng, bị chết. Bằng nếu mình trồng đất sét nhiều quá thì nó che, thì cái bắt đầu nó sẽ chết, cái cây không có đủ oxygen thì nó chặt quá, nó cái cấu chết nó rất là chặt, do đó nó không có đủ oxygen, nó đưa xuống cái cây thì cái cây nó sẽ bị vàng lá, nó chết. Nên mình khuyên bạn bạn vẫn đào cái lỗ bình thường, đào lỗ sâu cho mình đi nha. Rồi bạn trồng trong greenhouse cũng được. Trong greenhouse thì bạn ở khu ở vực nào trong lạnh thì bạn trồng trong greenhouse. Thì lát mình sẽ nói chuyện greenhouse sau cho bạn nghe. Giờ mình nói cho cây mãng cầu trước nha. Cây mãng cầu, cây ổi, cây sông che, vân vân, tất cả cây nhập cho các cô. Bạn trồng đất sét bắt được, nhưng bạn không có phân hữu cơ. Phân hữu cơ là phân gì? Phân là phân heo, phân bò, phân gà. Đó, thì ba cái loại phân này thì bạn là phân hữu cơ rất là tốt cho cái cây tropical nha. Thì bạn kiếm đi tới những nông trại nào đó thì phân bò họ như hộp châu Phi cũng có, bạn xin về thì bạn bỏ trộn với đất sét, rồi bạn bỏ chung với cỏ hoặc là những cái cây dăm nha, những lá dăm lá cỏ bạn bỏ lâu ngày quá thì bạn không có dùng nữa, thì bạn lấy đó bạn trộn chung với phân bò nha, rồi đất đất sét thì bạn trộn chung đó, rồi bạn mua ít xuống phân phân bằng có cát là thóp xôi. Cái thóp xôi là cái thóp phân nó nặng lắm, nó rất là nặng, nó thóp xôi là nó trong đó nó cũng có một ít lượng phân bò, nhưng bạn mua vài bao thóp xôi thì thóp xôi nó có cát trong đó thì rất là tốt.
Tấp xôi là loại băng bao rất là rẻ tiền, đã đồng mấy một một bao chừng 40 phao, 30 phao đó, thì bạn trộn chung với luôn nha. Tấp xôi rồi bạn nhớ bạn muốn phần phân bò ha, phân phân gà, phân heo vân vân, bằng là bằng trộn chung vô rồi bạn bỏ đất sét á, bằng trộn chung luôn, bạn sẽ đổ xuống dưới cái thùng, cái hụt cái đào cái lỗ sâu sâu một xíu thì bạn bỏ xuống đó nha. Thì thời gian thì nó phân hủy ra, đừng có trồng xuân liền, nếu bạn trồng xuân liền cái cây nó sẽ hại, cái cây bất cứ cây gì mà trồng liền cái phân mới quá thì cây nó sẽ bị cháy, bị chết và nó giảm tuổi thọ, nó không có tốt. Nên mình khuyên bạn đào lỗ sâu sâu rồi bạn bỏ những cái đó xuống rồi để trồng bụt trong vòng 2-3 tháng, thì bắt đầu vào mất tháng 10, tháng này bà làm được rồi nè, nếu năm nay là tháng 10 thì bạn đào bạn bỏ xuống cho mình hết những cái phân đó xuống, rồi một thời gian 2 tháng nó thì phân hủy ra, nó phân hủy ra cái thân đó bắt đầu nó mục nát ra thì rất là tốt. Rồi có đất rất vừa đất sét ha, nó vừa phân bò rồi nó vừa thóc xôi là cát á, nó có thóc xôi, nó có phân hữu cơ thóc xôi nó bán á, mà nó bình hơi nặng thì bạn trộn ba đó lại thì bạn cho xuống có cái thùng một cái lỗ sâu bạn đào rồi bạn để đi đừng có trồng gì hết. Rồi bắt đầu vào tháng 2, cuối tháng 1 và đầu tháng 2 bạn bắt đầu đi mua cây về rồi bạn trồng xuống là nó rất là tốt, nhân bản rất là tốt, vì đất sét là nó rất là tốt, nó vừa giữ nước nhưng mà cái lượng nước nó giữ nước thì tốt được, nhưng mà nó có cái hại là không lấy nước không thoát lâu, nên bằng để chừng cỡ trộn đất ba cái loại phân đất sét, phân hữu cơ, phân gà, thóc xôi, ba cái đó bằng trộn lại, ba cái đó bằng trộn lại thì bắt đầu đất sét nó cũng giữ lượng nước, khi bằng tưới nước xuống thì đất sét nó giữ lượng nước, nó đỡ thoát nước nhiều hơn, nó giữ lại nhưng mà nó không có giữ 100%, nó giữ chừng cỡ 30%, 20% thì cái cây nó được có độ ẩm thì nó rất tốt. Còn nếu mà giữ quá lượng lâu lâu quá thì nó 2 ngày nó chưa tan nước chưa đi thì nó sẽ bị chết cây nha. Thì mình cho mình khuyên bạn đất sét bằng bằng tận dụng cũng được, nếu mà ở khu vực nào đất sét thì bạn dùng làm giống như mình đó thì bảo đảm bạn hoàn toàn nó không có bao giờ mà cây nó bị trố bồ hết. Còn nếu bạn trồng một cái đất sét không, có người hỏi mình em trồng em ở thành phố Lucina em trồng sao em đất sét không, đất bùn không, em có trồng được hay không, em nói là cái đó là bạn không nên trồng được. Nếu mà ba cái đó bằng trồng thì nó cây nó không có đẹp, thứ nhất là cây nó không oxygen, nó thở đất sét nó rất chặt, nó không có được oxygen, nó không có đưa xuống dưới rễ của bạn thì cái bạn có cái điều vàng của lá và chết nha bạn. Đất bùn nó cũng vậy, đất bùn nó cũng giống đất sét, khi khô nó cũng cứng nhắc luôn, nó nứt ra y vậy thôi. Mấy đó đất cần nước, trồng những cái cây nào mà dưới nước thì bạn có hợp được thôi. Còn cây mà trồng trên khô thì như cái những cái tropical thì bạn nên trộn pha phân hữu cơ vô, thì phân hữu cơ nó rất là nóng, phân gà nó rất là nóng, phân heo phân vân rất là nóng, nên bạn khuyên bạn đừng có làm liền một lần nha. Thì vào tháng 2 bạn bắt đầu mới bỏ, tháng 10 hôm nay bạn làm liền cho mình đi. Bạn nếu có greenhouse ở thành phố nào đó thì bạn đào lỗ, bạn mua những cái đất sét còn vẫn giữ đừng có bỏ uổng lắm, đất sét thì nó giữ nước nhưng mà màu lượng rất ít và để ít phần trăm thôi, đừng quá nhiều đất sét. Còn trộn với phân kia thì cái đất sét nó giữ nước không có mất nước nhiều, giả sử bạn đổ chừng nước vô thì nó giữ trong một ngày thì cái lượng nước nó không mất đi được nhiều thì cái cây nó hấp thụ đỡ hơn. Còn nếu mà học đất sét đất kia nhiều quá thì nước nó trôi lẹ lắm, và đất sét nó có cái hay là nó giữ được những cái chất khoáng trong nước, nó không bị mất, giả sử chất bổ những cái chất đồ mà nó dính trong đó thì nó bám nó giữ lại, nó không cho đi trôi cái chất cái những cái chất cơ hữu cơ của bạn, nên nó rất là có hại nhưng mà rất là tốt, nó giữ được cái những đó và nó giữ được nước, thì nước nó giữ vào một phần ít thì cái thời gian nó không có bị bay, nó không bị trôi đi mất liền một trong vòng mấy tiếng hồ nó không thôi, thì trong thời gian đó cây nó hấp thụ nước rất là tốt, trong khi nhiệt độ cao thì nó giữ được cái lượng nước cho bạn một bao nhiêu phần trăm nước trong đó, nó vẫn đi nhưng mà nước nó vẫn giữ ở chút xíu cho trong cái cây cho để nó giữ cái độ lão hơn cho cây, nó không có chết mùa nóng mùa nóng. Do đó thì nó có nhiều cái mình phải biết cái cách bạn, nhưng mình nếu mình dùng cái đất sét không á thì nó không có tốt, nó giữ 3-4 ngày nó chưa nước vẫn còn nguyên. Còn khi mình phân mình cộng những cái kia vô, phân hữu cơ phân này vô thì cái đất sét nó giữ lại một bao nhiêu phần trăm, nó sẽ đi nhiều, nó vẫn đi nhưng nó vẫn giữ lại chừng cái 5-10% trong các cây, thời gian nó hơi lâu xíu, thì trong thời gian nóng thì cái lớp sét nó giữ cái những đó nước lại, nó không có cho tôi đi liền lúc đó thì cái cây nó rất hấp thụ nhiều, nó rất là tốt cho cây tropical nha các bạn. Còn nếu mà giữ quá nhiều thì coi như là xong cái cây tropical nha. Ok, rồi mình nói bạn là cái đất sét vậy đó, thì bạn vẫn vận dụng đất sét trồng cây rất là tốt. Đất sét là một cái đất nó rất là tốt khi mà mình biết cách sử dụng của nó, mình đừng có bỏ uổng lắm, thì nó thích rất là nhiều chất phân đạm trong đó, chất hữu phân đạm, chất bổ trong cái đất sét, nhưng mà đất sét nó giặt quá, nó dẻo quá, cái thì phân thủy nó lâu, cái cây nó không thể tiếp tục nó lấy được cái chất bổ trong cái đất sét ra nó sống được, do đó mình phải kiếm cách mình sẽ làm sao để cho nó tận dụng của nó, thì mình cứ bỏ những cái phân khác vô, mình trộn chung rồi mình sẽ trồng xuống nha. Mình khuyên bạn cái cây mình nói là mình cuối cùng là đất sét, mình trồng cây tropical khó lắm, nó không có đạt,
nên mình rất là cẩn thận, mình phải biết cách tiêu giữ. Mà nếu mà đến một thời gian mùa hè nó nóng quá thì bạn tưới nước, nó chỉ không xuống dưới rễ, tưới nước nó không xuống dưới cái rễ, nó chỉ nằm phía trên thôi nha, nó nằm phía trên mà nó xuống dưới rễ rất là chậm. Bạn tưới lâu lắm nó xuống dưới rễ, thì xuống cái rễ rồi thì cái thời gian nó rất là lâu mà nước rất là nhiều mà nó tràn phía trên thôi. Do đó đất sét nó có cái tác dụng vậy đó, thì nó không được. Con cái là nó đến mùa hè nó nóng quá thì cái hậu bạn không kịp tưới nước thì nó sẽ nứt ra thì cái rễ của bạn nó sẽ bứt đứt luôn nha, nó kéo cái rễ bằng đứt luôn thì cái cây bạn cũng sẽ chết nha, cái cây bạn sẽ chết. Và do đó bạn trồng nó cái đất sét thì nó có nhiều cái tác dụng good mà tác dụng nó không tốt cho bạn nha. Ok, giờ mình nói là có về đất sét đó thôi. Còn nếu bạn trở về cái greenhouse vào tháng này tháng 10 rồi, nó chuẩn bị là mùa lạnh tới rồi đó, thì chỉ còn 1-2-3 tuần nữa là mùa lạnh winter nó sẽ tới, nên bạn sẽ làm greenhouse liền nha. Thì cây bằng trồng greenhouse cũng được, nếu bạn có điều kiện nhà mà đằng sâu nó rộng xíu thì bạn làm greenhouse. Mà với greenhouse của bạn á, là che cây á, là bạn phải làm cao trên 10 feet độ cao, 10 feet độ cao hoặc 12 feet. Thì cái độ cao càng cao á thì bị sâu cái dưới lòng đất, khi mà bạn bắt đầu độ lên cao thì nhiệt độ nó còn lạnh nha bạn, là lòng lạnh. Thứ hai là khi mà cao lạnh thì bạn bắt buộc cái là cái cây bằng trồng dưới 8 feet đi, giả như cây này mình là 9-8 feet, hơn 8 feet thì bạn phải cao qua cái đầu cây chừng thêm 4-3 feet nữa, đừng bao giờ sát cái đầu cây quá. Nếu mà cái phần trên của bạn mà cái đầu cây này nè, cái đầu cây này là đây, cái đầu cây giá thì đây nè, nó đầu cây đi thì bạn phải cao lên cái đầu cây chừng 3 feet nha. Còn nếu mà để sát đầu cây thì cái độ lạnh cái thằng này nó sẽ chết, nó sẽ chết khi mà nhiệt độ nó chừng bắt đầu xuống 30 độ hoặc là thì 28 độ thì bạn cần heater. Còn nếu mà không cái nhiệt độ chừng 30 thì bạn không cần heater, bạn vẫn để cái cây bình thường, cây bán cầu bình thường, nhưng mà độ cao khoảng 3 feet trở lên thì bạn không cần heater. Heater khi nào nó quá lạnh, cái trong cái greenhouse bạn thì nó cũng đủ ấm rồi nha, nó đủ ấm rồi, nhưng mà bạn không cần phải heater. Khi heater khi nào nhiệt độ xuống từ 28 độ quá lạnh thì bạn mới cần heater nha. Mà nhớ cái cây này bạn đừng bao giờ để sát cái chỗ mà cái miếng mà xung quanh bằng rào xung quanh đó, đừng để sát quá, bạn để xịt vô trong chừng cỡ mình chừng 2-3 feet, đừng để sát cái chỗ cái miếng ngoài của bạn, để cái thân cái thùng cây đó sát quá thì cái lạnh nó sẽ ông đùng lên cái lá nó sẽ bị chết cây. Do đó mình để hơi xa ra một chút xíu nha. Từ cái vách tường mà bạn che những cái miếng mà mi lông dày mà trắng á, thì bạn sẽ để cách chút xíu nha. Đó, còn cái tiếng của bạn bước thứ hai là bạn khuyên cái cây bằng muốn nó đủ giữ độ ấm hơn á, thì bạn bỏ trong cái những cái rơm, những cái rạ, những cái chất mà để giữ độ ấm và thả dưới xung quanh gốc cây nha. Bạn thả xuống trong cái cây để cái giữ cái độ ấm, nó không có lạnh. Khi mà lạnh nó xuống cái rễ thì cái rễ nó sẽ chết trước, dễ chết. Mình cho nó mình giữ cái độ ấm cái rễ, khi là cái cây nó cái lá rụng nó cây cũng không ảnh hưởng đến cái gì hết, không đánh thân cây. Mà khi cái rễ nó chết thì thân cây nó sẽ đi luôn nha. Thì do đó mà bạn bứt những cái lá, những cái cắt cỏ, những cái rau rạ rồi những cái gì mà có về như cỏ khô rồi, hoặc bằng lượm những cái rau, những cái mạ lúa rồi còn bỏ đó bằng rải dưới cho mình, hoặc lá dâm mình rải xuống dưới cho mình cho nó dày chút xíu sẽ giữ độ ấm. Rồi còn thời gian này bạn nếu mà cái cây bạn giữ được lâu dài hơn nữa thì nên bạn khuyên bạn bỏ cái phân 13 phân, nó là có nhiệt độ ấm, nó giữ cái nhiệt độ ấm trong cái rễ nữa thì cái cây nó vừa hấp thụ vừa rất là tốt. Thì mình nói bạn về video trước đó thì những cái đó bạn cần thiết cái việc cái cây mùa lạnh nha. Thì phân 13, 10, 10, 15, 16, 3 số đó ở đâu nó bán cũng trong cái mall, Walmart, đồ Home Depot đồ nó đều bán hết, rồi lô nó có bán hết, thì bạn rải cho mình đi nha, nó giữ độ ấm cho mình trong mùa lạnh nha. Còn cái heater nó rất là quan trọng. Cái heater là mình khi mình nhiệt độ xuống 25 độ đó thì lạnh lắm á, thì bạn phải dùng heater 25-28 độ, bạn dùng heater. Cái heater là một cái bạn mua heater là bằng gas than, rồi than á, bạn đừng có dùng bằng điện, nó mất điện quá, điện mất lắm. Bằng rồi than thì bạn sử dụng một cái rồi than bự chừng cỡ 3-4-5 gallon gì đó to nè, rồi bạn mua một cái đồ mà dặn phía trên để nó thổi air heater ra, thì cái đó nó bán trong mấy cái mall, nó có bán trong cái Home Depot, nó có bán. Thì bạn gắn vô cái đầu rồi bạn vặn ra giống như nấu ăn á, vặn ra thì nó có cái nó khè ra, nó khè hơi nóng ra. Nhưng bạn một khuyên bạn heater đó bạn cần một cái quạt nhỏ nha, một cái quạt nhỏ bạn để sau xa heater một xíu, thì mình khi mình quạt mạnh quá nó tắt nha, do đó mình để xa cái heater một xíu, rồi cái quạt nó có gì nó để nó đẩy cái gió cái nóng nó đi đều hết nha bạn. Còn nếu mà heater bạn để một chỗ thì nó chỉ ấm một chỗ thôi, thì cái đằng kia chỗ xa nó không có cái heater thì không có độ ấm thì cái cây nó chết. Do đó bạn phải để cái quạt, cái heater để giữa cái quạt tại góc bên này ha, rồi cái air nó tới nó thổi thì bắt đầu cái gió nó vòng vòng xung quanh cái greenhouse của bạn, thì cái bắt buộc là nó nóng đều hết nha bạn, nóng đều hết cái greenhouse. Cái thứ hai là bạn nếu mà cái greenhouse bạn chặt quá thì nên mình bằng che một cái cửa ngoài,
bằng tre, bằng để nó hở một xíu cái hơi cái gió nó vô nha. Nếu cái hơi gió nó vô thì nó cũng được bao nhiêu phần trăm gió vô để cho nó có điều hòa không khí phía trong cái thân cây. Trong cây khi cái heater nó nóng á, thì nó đốt cái oxygen của bạn rất là nhiều. Cái heater khi nhiệt độ cao trong cái đó thì oxygen của bạn, của cây nó mất nhiều lắm. Do cây nó không đủ sử dụng oxygen, ở cây nó sẽ bị héo lá và chết. Nhưng bạn nhiều lúc bạn không biết, bạn che như cái thùng vậy, bạn chơi heater với trong thì nó nóng quá. Thứ nhất là cái nó mất cái oxygen hết được cái thở của lá cây thì cây nó phì vàng, nó cháy, nó chết liền nha bạn. Do đó mình khuyên bạn khi mà dùng heater đó thì là bạn phải để vô giữa giữa ha, rồi giữa cái viên hao của bạn, rồi sau đó bạn dùng cái quạt, một hai cái quạt hai đầu, rồi bạn thổi thì cái quạt khi nó đi vô nó hai cái dòng gió nó vô dày, nó tạo một cái dòng xoáy, thì bắt đầu cái hơi nóng nó chạy vòng được cái viên hao của bạn, thì cái viên hao bạn ấm đều hết. Còn nếu bạn để vô một chỗ thôi thì cái hơi hí đờ đó nó chỉ nằm một chỗ thôi, nó đi ra xa không được bao lâu thì phần ngoài nó sẽ chết nha bạn. Cái hai là bạn nhớ bạn đừng chùm quá chặt như một cái thùng vậy, là cái cây hí đờ bạn sẽ chết. Nhưng khi mà cái cửa đi vô đó, bạn che một cái miếng một màu nhiễm được che, bạn cần nó chút xíu cái air nó vô, để cái air vô nó hợp nó trộn với cái độ nóng thì có cái oxygen, hai cái nó điều hòa với nhau. Còn nếu mà không có cái air ngoài vô chút đỉnh thì cái cây bạn không có tốt nha. Thì đó là cái heater, bạn nhớ mùa này bạn làm được rồi, bạn trồng trong greenhouse cũng được, rất là tốt. Mà với greenhouse bạn phát cao nha, còn greenhouse bạn thấp đụng cái đầu cây coi như cái cây bạn không đạt. Khi nhiệt độ lên cao thì khi mà cái phần bạn lên còn cao thì nhiệt độ nó còn lạnh nha bạn. Bạn lên còn cao thì điều độ lạnh, thì khi dưới đất thì nó ấm hơn, đất thì nó có cái hơi nóng nó tỏi ra thì phần dưới lúc nào nó cũng ấm hết. Còn khi mà lên trên cao thì nó hơi xa cái mặt đất, khi mà ban ngày mặt trời nó nóng á thì mặt ấm á, thì cái động hấp thụ nhiệt độ nó hấp thụ của trái đất thì đất nó bằng đêm nó tỏa nhiệt ra, thì phần dưới lúc nào nó cũng ấm hết, cái phần trên thì nó hơi lạnh. Bởi cái cây nó chết thì chết phần trên không, bạn thấy không, khi bạn để một cái cây thì thấy nó héo lá phần trên nhiều hơn phần dưới, thì do cái phần dưới nó vẫn còn độ ấm của trên của đất nó tỏi nhiệt về đêm. Còn phần trên bạn phải làm cao một xíu, bạn che cái phần miếng trên cho cao một xíu, rồi khi bạn bỏ hí đờ thì cái hí đờ nó lên đều đều là cái cây nó rất là tốt nha bạn. Ok, bây giờ mình xin tạm dừng video nha bạn, vì mình đã mình tham khảo, mình nói chuyện với bạn hai cái thôi. Thì cái gì bạn ủng hộ cái video cho mình sẽ có một video mỗi ngày cho bạn có điều coi rất là hữu ích. Tất cả việc cây, tất cả những gì mình đều trả lời được hết, mình vẫn nói trong chỉ để bằng rút kinh nghiệm mà trồng những cây nó tốt nha bạn. Thì mình cảm ơn bạn, thì mình sẽ để nói video tiếp lần ngày hôm sau, mình sẽ nói tiếp những video mỗi ngày, mỗi cái chương trình khác nhau để bạn có rất là hữu ích cho bạn coi nha. Thì bạn cứ bình luận cho mình đi, bình luận có video website của mình vô là David Trần ha, bấm vô YouTube David Trần 2516, cái number mình là 2516 là David Trần ha, cái tên là David Trần 2516 cái number. Bạn bấm vô thì bạn coi rất là nhiều video của mình nha. Thì mình làm mọi cái trong video của mình là hơn gần 400 cái video của mình trong một cái David cái trong YouTube đó. Thì bạn muốn thì bạn sẽ bấm vô coi nha. Ok, cảm ơn bạn khi ủng hộ bấm subscribe cho mình nha. Vì ủng hộ video mình thì mình làm hoài những video rất là hiệu quả và rất là tốt, rất là thích trong đời sống bằng mỗi ngày nha. Rất là hữu ích cho bạn khi bạn coi video của mình. Cảm ơn bạn, bye bye bạn, chúc bạn một ngày weekend tốt đẹp nha. Bye bye bạn, rất nhiều.